gọn gàng khó chịu. Hết cho nó gọn gàng ha. Ừ. Mấy cái để nó trọt hoài mệt quá. Nó cao lên cái được rồi. Sáng giờ đi chưa về? Gì chứ? Sáng giờ có đi không? Thì mới vừa tính sạn đi cái đường nó trô về đó. Trô về. Ờ. Nay đi cũng phải bị trô lần nữa nữa.